Xin kính chào các anh chị cô chú. Tầm gửi gạo tía là một cái loại thảo dược mà khá nhiều các anh chị cô chú biết về cái sản phẩm này. Nó có hai cái tác dụng chính của nó là giúp giảm đau xương khớp, cường gân cốt đó, và giảm cái tê bì chân tay. Cái tác dụng thứ hai nữa đó là trị về cái sỏi thận, sỏi tiết niệu, nghĩa là các cái sỏi ở trong cơ thể. Sỏi thận này, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang, viêm cầu thận hoặc là tê lạnh chân tay này. Cái này nó sẽ giúp hỗ trợ điều trị rất là nhiều. Thì cái tầm gửi gạo này hiện tại bên mình đang bán là 170.000 đồng 1 kg. Và cái tầm gửi của bên mình bán thì chủ yếu nó là cái phần thân của cái cây tầm gửi. Hoàn toàn không có lá mà là chủ yếu là phần thân được chặt miếng ra như thế này. Và cái cách sử dụng nó thì lại có hai cái tác có hai cái cách sử dụng chính, đó là một là chúng ta có thể ngâm rượu, hai là chúng ta có thể hãm nước uống. Đối với hãm nước uống ấy, thì chúng ta sử dụng 20 đến 30 gram, chúng ta sẽ ước chừng 20 đến 30 gram để chúng ta sắc nước uống. Sắc nước thì như thế nào, là không phải là chúng ta đổ nước mà chúng ta hãy đun lên để nó có cái dược tính cao hơn, nó ra nước được nhiều hơn. Thì chúng ta đun với khoảng cỡ 500 ml đến 1 lít nước, tùy lượng chúng ta uống chia đều trong ngày. Hoặc là chúng ta có thể 1 cân này chúng ta ngâm 5 lít rượu và sử dụng 5 lít rượu đó mỗi ngày, uống một vài ly, ví dụ 2 đến 3 ly mỗi bữa 1 ly thôi, thì chúng ta sẽ giúp được cái về cái đau nhức xương khớp, tê bì chân tay và về cái sỏi nữa, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang hoặc là sỏi thận. Thì cái này đang có giá là 170.000 đồng 1 kg. Và mỗi một cái túi như thế này thì là 1 kg. Một túi như thế này là 1 kg. Thì giá này chưa bao gồm là cái phí vận chuyển. Cái này thì phụ nữ sau sinh uống cũng rất là tốt cho phụ nữ sau sinh. Một ở đây là 1 cân, 1 cân thì mình đổ ra cái mâm này là được tương đây đó. Thì anh chị cô chú nào có nhu cầu về cái tầm gửi gạo tía này thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0947010585 ở đây, hoặc là nhắn tin Zalo. Ngoài ra cũng có một số tương tự như vậy, cũng có Zalo luôn 0974010585. Giá mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các anh chị cô chú.